Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tiếng nói Hải ngoại BNTV 57.3. Xuân Phương cùng Tổng Văn Biên Tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, người Trung Quốc sang nhượng hơn 160 hectare đất ở Bình Thuận. Chiều ngày 10 tháng 7, cuộc họp báo để thông cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức đã nóng lên khi một số báo chí đề cập đến việc ông Phạm Phú Thành chuyển nhượng chui hơn 100 hectare đất tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cho ông Yong Han San là giám đốc của công ty Nguyên Long Sơn thuộc tập đoàn Nguyên Hinh ở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Phạm Phú Thành đã giúp cho ông Yong từ việc thành lập công ty tới việc đưa người của họ vào nắm giữ quyền kiểm soát của công ty, rồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh. Các câu hỏi mà báo chí đặt ra là về tính pháp lý khi cấp phép kinh doanh cho công ty Nguyên Long Sơn có đến 90% vốn nước ngoài, cũng về việc chuyển đổi đất lúa hai vụ sang đất kinh doanh, sản xuất và về việc cán bộ được mời tham quan học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, đại diện của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Bình Thuận đã xin hẹn trả lời sau do mới biết sự việc gần đây thông qua báo chí. Trong khi đó, theo văn bản thỏa thuận cam kết giữa ông Thành và ông John ký ngày 27 tháng 2, diện tích đất 100 hectare tại xã Hàm Chính chỉ là diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế, số đất ông Thành gồm cho các hộ dân lên đến 160 hectare. Hiện ông John đã rời khỏi Bình Thuận và hẹn ông Thành đến tháng 9 năm 2012 mới quay trở lại để bàn bạc sau khi phi vụ này bị phát hiện. Đáng lưu ý là, theo ông Thành, ngoài việc đang giữ toàn bộ giấy tờ đất mà ông John đã mua, hiện ông John cũng giữ giấy tờ nhà đất của ông Thành. Theo ông Thành, tổng số tiền mà ông John đã chuyển cho ông là 10.5 tỷ đồng và ông đã chi hết, trong đó có khoản tiền hơn 120 triệu đồng. Ông đã mua vé máy bay cho đoàn cán bộ của Bình Thuận, được tập đoàn Nguyên Hinh mời sang Thâm Quyến để học tập kinh nghiệm. Được biết, thư mời của tập đoàn Nguyên Hinh ghi đích danh và chức vụ công tác của từng người. Lá thư này nhấn mạnh, trân trọng kính mời quý ngài sang thăm đất nước Trung Hoa, thăm cơ sở vật chất của tập đoàn để chúng tôi thật sự an tâm đầu tư kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận. Không hiểu chuyến đi học tập kinh nghiệm này thành công tốt đẹp ra sao, nhưng việc tập đoàn này an tâm đổ tiền vào gom đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đầu tư chui vào Việt Nam là có thật. Gần đây, dư luận trong nước đã lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của người Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực và tại nhiều địa phương, kể cả những vùng trọng điểm. Báo chí trong nước cũng nói nhiều về điều mà họ gọi là làm lũng đoạn thị trường Việt Nam của các lái thương Trung Quốc, trong đó nông dân Việt Nam là những người chịu thiệt thòi. Điển hình là trong thời gian qua, những lái thương của Trung Quốc đã ồ ạt thu mua dừa, dứa, khoai lang, thủy sản với giá rất cao, khiến cho các nhà máy trong nước không thể cạnh tranh nổi, gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất. Khi các nông dân gia tăng sản xuất, thì lái thương Trung Quốc lại ngừng mua, giá cả xuống thấp, thị trường bị xáo trộn, người dân Việt Nam chịu thiệt thòi. Hiện nay, khi nguồn cung của các sản phẩm gia cầm ở tại Việt Nam đang dồi dào, giá bị xuống thấp, người chăn nuôi đang phải chấp nhận bán gà, vịt dưới giá thành, chịu lỗ khoảng 5-6 ngàn đồng một ký, thì gà giá rẻ của Trung Quốc lại chảy sang Việt Nam rất nhiều. Ngay tại chợ Hà Vĩ ở Hà Nội, được cho là chợ gia cầm lớn nhất ở miền Bắc, nhưng hiện nay tại đây đang bày bán chủ yếu là gà vịt của Trung Quốc với giá rất rẻ, rẻ hơn so với giá gà do nông dân của Việt Nam đem ra bán. Khi được báo chí đặt vấn đề, thì chính quyền chỉ lên tiếng kêu gọi người dân hết sức cảnh giác, nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì ngăn chặn những tình trạng này. Có lẽ do luật lệ của Cộng sản Việt Nam đã có quá nhiều quy định ưu đãi cho những người mang quốc tịch Trung Quốc trong tất cả mọi lĩnh vực. Một thiếu nữ đi đường bị 10 tấm đá hoa cương đè. Chiều ngày 10 tháng 7, đang chở 10 tấm đá hoa cương, chiếc xe ba gác bỗng bị lật ngang, đè một người đi xe máy trên đường Quang Trung thuộc quận 12 Sài Gòn. Ông Phạm Đình Đạo, 55 tuổi, người lái chiếc xe ba gác cho biết, 15 giờ cùng ngày, ông đã nhận chở thuê 10 tấm đá hoa cương. Khi xe đang đi trên dốc cầu chợ Cầu 2 ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thì bị gãy nhíp, chao đảo rồi lật ngang. Toàn bộ số đá trên xe
cùng thân của chiếc xe ba gác đổ nghiêng, đè lên xe máy của chị Nguyễn Bá Minh Vi, 23 tuổi, cư ngụ ở quận 12, đang chạy bên cạnh. Tai nạn đã khiến cho chị Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Riêng chiếc xe tay máy đặt bên hông của chiếc xe ba gác và bị những tấm đá hoa cương đè lên. Đến 16 giờ, một chiếc xe cẩu đã kéo chiếc xe ba gác và xe máy ra khỏi hiện trường. Lo ngại dịch tai xanh ở Đồng Nai, Bình Dương. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch gia súc, gia cầm chiều ngày 10 tháng 7, ông Diệp Kính Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tỏ ra rất lo ngại về tình hình dịch heo tai xanh ở Đồng Nai và Bình Dương. Báo cáo của Cục Thú y cho biết, dịch bệnh đã được phát hiện tại Đồng Nai từ ngày 12 tháng 6 ở 5 xã của huyện Vĩnh Cửu. Chỉ sau 2 tuần đã phát sinh thêm 10 xã ở huyện Long Thành, Trảng Bom, Nhân Trạch và Cẩm Mỹ. Tổng số heo bị mắc bệnh ở 15 xã này lên đến gần 5.000 con, trong đó số chết và tiêu hủy gần 2.400 con. Tại Bình Dương, dịch bệnh được phát hiện vào giữa tháng 6 ở 4 xã của huyện Tân Uyên, nay đã lây lan sang 9 xã, làm gần 1.300 con heo bị mắc bệnh. Toàn bộ số heo này đã được tiêu hủy. Cầu Thăng Long ngày càng xảy ra nhiều tai nạn. Thống kê cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, đã có 7 người chết vì các vụ tai nạn giao thông trên cầu Thăng Long. Theo báo cáo của Công ty Công trình Giao thông 2, qua kiểm tra hiện trường, trên mặt cầu Thăng Long có tới 32 vị trí bị hư hỏng. Công ty đã nhiều lần có công văn gửi Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị sớm sửa chữa mặt cầu. Theo đánh giá, hư hỏng kéo dài, chậm được sửa chữa là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số vụ tai nạn giao thông trên cầu Thăng Long gia tăng trong thời gian qua. Ngoài ra, các vụ xe hơi bị gãy trục, nổ lốp trên mặt cầu xảy ra rất nhiều. Được biết, dự án cải tạo sửa chữa mặt cầu Thăng Long do Ban Quản lý Dự án 2, tức PMU2, làm chủ đầu tư được khởi công từ cuối năm 2009. Do đây là dự án sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới nên thời hạn bảo hành là 2 năm. Ngày 30 tháng 11 năm 2012 mới là hết hạn bảo hành. Tuy nhiên, từ khi được đưa vào hoạt động đến nay, mặt cầu Thăng Long đã bị hàng loạt các vết nứt, trồi sụp, gây ảnh hưởng tới vấn đề an toàn giao thông. Trước đó, lý giải về tình trạng của những ổ nhựa đường cao 20cm, những ổ gà trơ lõi sắt xuất hiện ngày càng nhiều trên cây cầu huyết mạch nối liền trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài. PMU2 cho rằng trời nắng nóng khiến cho bê tông trên bảng thép tại mặt cầu có lúc lên gần 70 độ C, sau đó mưa đột ngột khiến cho bê tông co lại, làm nhiều đoạn đường hư hỏng nghiêm trọng. Phụ nữ sanh con bị tử vong, bác sĩ chỉ bị khiển trách. Tin mới đây từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã nhận được báo cáo xử lý sai phạm của Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới liên quan đến cái chết của người phụ nữ Dương Thị Ni. Theo đó, mức độ kỷ luật cao nhất chỉ là khiển trách hai bác sĩ và phê bình trước toàn bệnh viện hai nữ hộ sinh và người gây mê. Sự việc bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2012, người nhà đã đưa cô Dương Thị Ni, 24 tuổi, cư trú tại xã Quảng Thuận đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới. Sau khi khám, bác sĩ kết luận người mẹ và thai nhi đều khỏe và quyết định cho sanh bình thường. Tuy nhiên, chờ đến sáng hôm sau, cô Ni vẫn chưa sanh được. Các bác sĩ đã khám lại và quyết định cho phẫu thuật. Sau khi gây tê hủy tủy sống, tiến hành mổ lấy thai nhi, nhưng cô Ni vẫn còn kêu đau. Các bác sĩ đã cho hút dịch dạ dày rồi gây mê nội khí quản. Khi tiếp tục phẫu thuật lấy thai nhi thì sản phụ bị nôn, trào ngược dịch và thức ăn vào phổi. Khi lấy được thai nhi thì sản phụ Ni đã bị viêm phổi nặng. Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới cho chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới ngay trong buổi chiều ngày 26 tháng 3. Tuy do tình trạng bệnh tình quá nặng nên cô Dương Thị Ni đã tử vong vào ngày 4 tháng 4. Cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Ni là do sai sót của các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới, nên người nhà nạn nhân đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra. Ngày 19 tháng 6, Sở Y tế Quảng Bình đã có báo cáo kết luận về sai phạm của các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới liên quan đến trường hợp của nạn nhân Dương Thị Ni. Nội dung báo cáo cũng khẳng định
có nhiều sai sót trong quá trình chuẩn đoán, gây tê, hút dịch không đúng nên dẫn đến việc Coni bị trào ngược dịch vào phổi, gây ra viêm phổi nặng, sau đó bệnh nhân đã tử vong. Tuy nhiên, hình phạt của việc gây tử vong do thất trách chỉ là vài lời kiểm điểm vô nghĩa. Tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò. Chiều ngày 10 tháng 7, tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Cửa Lò ở Nghệ An để bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012. Trong thời gian ở Nghệ An, các bác sĩ của tàu sẽ thực hiện khoảng 200 ca phẫu thuật liên quan đến các chuyên khoa và mức độ phức tạp khác nhau trên tàu USNS Mercy, thực hiện khám bệnh cộng đồng và nha khoa, cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản mỗi ngày cho khoảng 350 người dân ở huyện Hưng Nguyên. Bên cạnh đó, trong vòng 2 tuần lễ, chương trình Đối tác Thái Bình Dương sẽ thực hiện nhiều hoạt động xây dựng và trang bị kỹ năng ứng phó với thảm họa trên phương diện y tế cho Nghệ An. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 7. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.